À, mọi người em có hai con Komatsu G320 nha. Mã con này là KCS132 thì nó cũng là 320 nha mọi người, cùng mã luôn. Đây là đầu máy thôi nha, máy chưa vệ sinh. Này là hơi rất là tốt nha. Máy này hơi rất là tốt. Rất là đẹp, nói chung máy đẹp. Này là có cái đầu máy thôi nha. Con này thì có đầu máy thôi. Thì cái đầu này là 1 triệu nha mọi người ha. Đầu này 1 triệu nha. Xả nha mọi người. Rất là đẹp. Này nó bẩn ha. Rồi. Con thứ hai 320. Có làm xích luôn. Nói chung là dùng gia đình mấy con này thì nó bắt mà nó vừa tiền, nó nhẹ tay. Ok. Ai nhắc thế gì? Cái này mấy con Komatsu nha mọi người. Cái này Komatsu G. Ok. Này thì 1 triệu 2 nha. Xả 1 triệu 2 nha mọi người ha. Xả 1 triệu 2 nha. Máy khá là chắc tay. Mấy con này cắt bóc lắm, đầm tay lắm, nó không có nặng lắm nhưng mà nó đầm tay. 1,2 triệu nha mọi người, không bao ship. Con này là 1 triệu nha, này đầu máy là 1 triệu, này nó có làm xích 1,2 triệu. Ai mua thì chuyển khoản, số tài khoản phần mô tả giúp em nha, nhắn địa chỉ giúp em ship hàng.